Trận thứ nhất của sân Môn Nhà Thoảng không đều. Toàn Vũ gặp Trung Duy. Điểm 1-0 cho Toàn cho Trung Duy. Điểm 1-1. Đổi phát cầu cho Toàn Vũ. Vâng, một quả trục cầu hỏng của Trung. Hiện nay là 2-1. Vâng, một quả chém cầu ngắn của Vũ rất hay. Hiện nay là 3-1. Toàn phát cầu. Ui da, một quả lật lưới rất hay của Duy. Và điểm 2-3, Duy phát cầu. Vâng, bên Vũ xin phát lại. Hiện nay là 2-3. Một quả đập rồi, một quả vả rồi. Vâng, một quả chém cầu ngắn của Vũ đã hỏng. Hiện nay đang là tỷ số 3-3. Một quả chụp cầu trên lưới của Duy đã hỏng và đổi điểm. Hiện nay là 4-3. Vũ phát cầu. Trung có quả tì lưới rất hay. Sau hiện nay là 4-4. Điểm đổi sang cho Toàn Vũ là 5-4. Một quả cầu đập mạnh của Vũ. Hiện nay tỷ số đã là 6-4. Phải nói là Trung chụp cầu trên lưới và sau đó là một quả đập dứt điểm. Hiện nay là 5-6. Tiếp tục Duy phát cầu chuẩn là 6-6. Tiếp tục là điểm cho Duy là 7-6. Liên tục những quả đập căng của Vũ nhưng bên này là Duy trung thủ rất hay. Hiện nay đã là 8-6. Đã điểm là 9-6. Vâng, một quả tỉa rất hay của Duy. Điểm tỷ số đã là 10-6. Duy phát cầu. Một quả đập, vâng, anh đập rất là vít, vít, vít tới mức mà nó chui xuống gặp lưới. Hóa ra là lưới nó cao quá, bây giờ đang đi sửa lưới. Do lưới cao quá nên anh đập một cái là vít cực vít và nó chui xuống gầm lưới và phát hiện ra là hóa ra là lưới nó cao quá. Vâng, sau khi chỉnh sửa lưới đã hoàn thành thì hiện nay đã là 11-6, Duy phát cầu. Vâng, rất phát cầu rất chuẩn. Ôi giời, hỏng rồi, hỏng rồi. Điểm tỷ số 7-11. Cầu ngắn 12-7. Vâng, tỷ số hiện nay là 12-7. Một quả cầu phát sâu nhưng mà lệch chuẩn.
8 12 đổi điểm cho Toàn Vũ. 8 12. Ui chà chà, lại bị chụp cầu rồi. 10 38 đổi điểm cho Duy. Duy Trung à, 10 38. Rồi. Đập rồi, vâng, quả này thì anh chỉnh lưới xong anh đập thẳng cánh qua bay luôn. 9 13. Vũ đập rất hay. Nào tiếp tục có đập không? Một quả gai ngắn. À, Duy bắt lưới rất hay. 10 49. Tỷ số xếp 1 hiện nay là 10 49. Trung bắt cầu. Trung đập rồi, Trung đập rồi. 15 9 và 15 9 Trung phát cầu. À, đập rồi. Đập rồi. Đập rồi, yếu hơn. 10 15. Vũ vừa rồi đập cầu rất căng. Cái này tỷ số đã là 10 15. Đập rồi, đập rồi, đập rồi, hôm nay toàn đập rồi. 11 15. Tỷ số hiện nay là 11 15. Vâng. Toàn phát cầu. Sâu rồi, Trung đập rồi. Vũ đánh sâu rồi. Vâng. Nào có đập không? Đập sợ đánh sâu. Rồi. Rồi. Rất hay, rất hay. Sâu rồi. Một quả chém cầu rất sắc của Toàn. Úi xà, quả đấy chém hơi bị cắt cổ. Hiện nay đã là 12 năm, 12 15, vâng, 12 15. Đập rồi. Đập rồi. Vâng, một quả gõ, gọi là gõ rất nhẹ nhàng của Toàn. Và hiện nay tỷ số đã rút ngắn 13 15. Vâng, Toàn bắt cầu. Cầu sâu rồi. Cầu sâu rồi. Ôi da, 14 15 anh. Anh Thành nhiều ra nhá. Tỷ số đang 14 15. Vâng, rất hay. Một quả đập rồi, đập lại rồi. Ôi trời ơi. Duy đập nhưng mà hụt bị Toàn đập lại luôn mà anh. Hiện nay tỷ số đã là 15 đều. Trận đấu đã được 8 phút. Một quả cầu sâu. Vâng, vâng. Một quả cầu sâu. Tiếp tục cầu sâu, tiếp tục cầu sâu. Vâng, Toàn đánh sâu, sâu tiếp tục. Sâu tiếp tục. Hay quá. Nhưng mà rất tiếc cầu ra ngoài. Như vậy là tỷ số đã thay đổi. Toàn Vũ là 16 và Trung Duy có 15. Hai đội đổi sân nghỉ một phút. Sau khi trọng tài cho nghỉ một phút để tiếp sức, hai đội đã vào sân với tỷ số 16-15. Toàn phát cầu. Vâng, một quả cầu ngắn rất hay của Toàn. Hiện nay là tỷ số 17-15. À, Toàn phát cầu. Cầu sâu rồi. Cầu sâu rồi. Cầu sâu rồi. Đập rồi. Ôi sửa Duy đập trên lưới. Vâng, hiện nay là 16-17. À, một quả cầu đập rất hay của Duy đã lấy tỷ số về cho mình. À, hiện nay là Duy phát cầu. Duy phát cầu. Duy phát cầu rồi. Một quả cầu rồi. Đập rồi. Nào, nào đập không nào, đập không nào. Cầu sâu rồi. Đập rồi. Cầu sâu rồi. Cầu chém rồi. Cầu đập rồi. Tiếc. Sau một quả vớt cầu ở trên đỉnh lưới nhưng mà Toàn đã đánh hỏng. Và tỷ số hiện nay là 17 đều. Trận đấu rất căng thẳng. À. Duy phát cầu. Vâng. Một quả cầu phát rất chuẩn. Cầu sâu rồi. Đập rồi. Đập rồi. Đập rồi. Úi giời. Chết hai cầu thủ. Thay phiên nhau đập. À, tỷ số hiện nay đã là 18-17. Duy Trung rất điểm. Duy phát cầu. Một quả cầu xoáy rất hay của Duy. 19-17. À, quả đây phát rất xoáy.
Duy phát cầu. Ôi dưa, một quả đập rất mạnh nhưng lại vào cật lưới của Trung. Bên này đã đổi 18-19 và hiện nay là Vũ phát cầu. Vũ phát cầu, cầu sâu rồi. Vâng, nó lại ở ngay trước mặt ống kính, là cầu rất chuẩn. Hiện nay là 20-18, Trung phát cầu. Ôi dồi ôi, Vũ bỏ dài ra mà. Là Duy bỏ dài ra mà không bắt được cầu của Vũ. Và hiện nay là 19-20. Toàn bắt cầu. Nào nào, đập rồi. Hiện nay đã là 21-19. Vâng, anh phát cầu sâu rồi. Nhưng rất tiếc là cầu ra ngoài 20-21. Một quả cầu phát hỏng. Vâng, như vậy là Vũ vừa phát cầu lên cái là Trung ốp lên luôn, tức là Trung chín nhanh quá. Hiện nay là 22-20. Vâng, Trung phát cầu. Một quả cầu sâu. Một quả cầu sâu. Dạ, đập rồi. Đập rồi. Vâng, hai quả cầu liên tiếp của Duy và Trung đã dẫn lên tỷ số 23-20. Trung phát cầu. Ui chà chà, anh định bắn quả sườn này nhưng mà rất tiếc là quả bắn của anh nó lại vào lưới rồi. Hiện nay là 21-23. Wow, toàn bắt cầu. Cầu sâu rồi. Đập rồi. Úi dạ. Đập rồi. Vâng, những quả chém cầu rất hay. Những quả chém cầu rất hay của Vũ. Và sau đó là một quả công rất mạnh của Vũ. Hiện nay là 22-23. Tỷ số hiện nay là 22-23. Vâng, toàn phát cầu nhá, toàn phát cầu rồi. Cầu xong rồi, đập rồi. Đập đi. Đập rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chung mà nó tỉ những quả đấy thì không thể chịu nổi rồi. Hiện nay đã là 24-22. Chết rồi. Vâng, cầu sâu. Chung đập rồi, đập rồi, đập rồi, hết rồi. Quả những quả trung tỷ trên lưới thì không thoát nổi rồi. Hiện nay đã là 25-23, 25-22. Trọng tài mãi thuyết minh quá mà nói nhầm. Một quả cầu đập rất hay của Trung. 26-22. Vâng, hiện nay là tỷ số đã là 26-22 nghiêng về Trung Duy. Đập rồi, đập rồi, đập rồi, đập rồi. Ôi trời, anh bỏ, vâng, anh một bỏ hết sức mà vẫn không bắt được quả cầu nhích của Toàn. Hiện nay đã là 23-26. Vâng, tỷ số rất là hay. 23-26. Trung và Duy bắt cầu, Vũ phát cầu. 23-26. Một quả cầu sâu. Một quả cầu đập. Hai quả cầu đập. Ba quả cầu đập. Bốn quả cầu đập. Liên tục đập. 27-23. Hiện nay là Trung Duy dẫn 27-23. Và Trung bắt cầu. Vâng, một quả cầu chụp. Anh ve rồi, anh ve rồi, anh đập rồi. Không, anh không đập. Anh vẫn cứ cắt ngắn. Anh vẫn cứ về ngắn là ấy già, đập lại, đập rồi, chết rồi, ve trái rồi, chết rồi. Quá là tiếc, Toàn đã chặn cầu ra ngoài. Hiện nay đã là 28 23. Trung phát cầu. Đập rồi, vươn một quả đập sườn rất là dọc biên nhưng mà rất tiếc. Duy đập đã ra ngoài và hiện nay là 24-28. Xét này đã kéo dài thêm lửa, xét này là kéo dài 6 phút rồi. Một quả cầu ngắn của Trung rất tinh túy. Như vậy là Vũ chạy cắt mà Toàn vẫn không bắt được. Hiện nay là 29-24. Duy phát cầu và nào, đập rồi. Cú đập rồi và đập rồi. Thế là 30 24 bao bao bao. Bao bao bao. Đập rồi, thực chế thế 25 30. Như vậy là rất kiên cường. Đôi Vũ và Toàn 25 30.
Úi chà chà, một quả gọi là đẳng cấp của đẳng cấp. Vâng, rất là hay. À, hay. Như vậy là đội này đã thua và đội toàn à, đội Trung Duy đã thắng nhá. À, xin cảm ơn trọng tài Toàn nhá.